ấy cứ cũng muốn nói như là kèo. Cũng cứ cuốn lấy ta như là nèo. Cũng một phát cô ấy kêu là lãng xa. Ok. Em yêu tên là Zach Birkin. Em yêu tên kêu Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là một talking. Em yêu thích cả một lăng Ferrari. Chân em Dior, cổ nạp đá. Khiến bước một store shopping không cần nhìn giá. Hà nó và giỏ, em vui lương cái chai và không thích tiền bỏ. Thì chơi TikTok và selfie. Em thích tập gym và nung healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp. Em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, tối em đi club. Chiều làm được ga, để đêm ra nằm sắp. Trang sức lấp lánh như đèn pha. Em làm anh xuất sức như bên thể đeo cả. Anh phân, xem đến hết video rồi thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.